Cần Thơ ký sự 065 lại tiếp tục review máy tính bạn. Thì cái video này mình cũng không tính review máy tính này đâu, mà tại mình thấy mở ra mình thấy trong đó có một cái ổ cứng SSD á, mình thích review ổ SSD bạn, ổ HP SB mới ghê. Ổ HP đó, ổ này 120 128 gì đó. Rồi mới thấy lần đầu ổ HP. Đây là cái máy Dell Dell M3070MT ba, máy đứng dòng này i3 thế hệ thứ 9 năm 2019. Ở máy này thì người ta tích hợp gắn thêm cái ổ SSD rồi một cái ổ cứng 1T thêm, vừa đi cà win ha, còn cái ổ 1T để chơi chứa dữ liệu ha. Các bạn này xem ha. Trên đây nó có cái ổ ổ DVD DVD cái kiểu laptop nè bạn, khá xịn nè. Quattro i3 i3 9 9000 qua 9500 SSB SSD HP S700 120 GB. Thường thì ổ mấy cái ổ dòng bình thường cái khoảng 250 đến 300 ha, còn cái ổ này chắc HP thương hiệu nổi tiếng này chắc mình nghĩ nó sẽ mắc hơn ha. HP là mấy bạn thấy ngày xưa mấy cái ổ cứng mà dành cho server, ổ cứng ghét chữ là HP. Đây, nhiều đây ha, một cái trang bán 700 570k khách hàng. SSD nhiều màu sắc. Thì bên HP thì có ổ cứng HP, còn không biết bên Dell chắc có ổ cứng riêng dành cho Dell không các bạn ha. Thấy công nghệ đi sản xuất SSD này như cũng không phức tạp mấy, nên hãng nào á, hãng hãng Lumcom no name tên tuổi cũng sản xuất. Shopee ở cái loại 128 ha. Shopee thôi vô không được các bạn. Mấy ổ này ổ M2 ha, Synox gì tùm lum hết trơn, Win Winit đây, HP Witten. Cái này làm 2299 này là tháo mấy bộ à, bán cái này bán ổ cứng cũ nữa ha, còn ổ cứng mới của nó là giá đúng ha, tầm 700 đến 750 thì ship luôn, thì mình thấy giá 750 800 đổ lại thì khá xịn ha. Thì trong các dòng SSD thì ngoài Intel ra thì HP này giá cao ha. Rồi cái máy bộ đó là bạn ha, PC Dell OptiLED 3070MT. Con này thì con nãy con review mình quay là con i3 thế hệ thứ 9 nè, con này thì i5. i5 i3 thì rẻ hơn. Rồi, CPU có thể hoàn toàn có thể thay thế nâng cấp được ha, ổ 1T nguyên bản này. Máy nãy là máy RAM 8 GB, ổ cứng 1T, người ta cộng thêm một cái ổ SSD HP vô ha. Giá nó sẽ cao hơn nha, tùy theo lựa chọn nha. Dell. Không biết bao nhiêu tiền ha. Con này thì 2019 các bạn, giờ là thế hệ thứ 12 rồi ha. Rồi video kết thúc rồi. Mình thích quay mấy ổ SSD, người ghi lịch sử.